em thấy đúng không? Ok rồi, ba đang chấm là trong hai ba hai một nhiên. Em cảm thấy rất là hân hạnh khi mà được tham gia cùng một cái ekip rất là dễ thương. Và thực sự là Như cảm thấy là rất là bất ngờ khi mà anh Tuyên có thể mời được tất cả các anh chị em trong phim này. Nếu như mọi người theo dõi, mọi người sẽ thấy là tất cả các diễn viên trong ekip là một cái ekip mà rất là khó mời để mà các bạn có một cái lịch chung với nhau. Các anh chị có một cái lịch chung để mà sắp lịch. Và
Những ngày qua là những ngày khá là vất vả, bởi vì mọi người thường là on set 6 giờ cho đến 2-3 giờ sáng. Mà Như vẫn thấy được cái tinh thần lạc quan của mọi người. Và Như lại cảm thấy là anh Tuyên rất là may mắn khi mà tất cả các anh chị em làm việc với một cái tinh thần đó là giúp đỡ và ủng hộ anh Tuyên. Nên hả, lúc nào mọi người cũng vui vẻ hết trơn, quay phân đoạn nào là cười phân đoạn đó. Không ai lấy tiền. Không ai lấy tiền, cái này anh ép em đó chứ thật sự là phải lấy. Đùa thôi mọi người. Và Như hy vọng là quý vị khán giả hãy đón xem series web drama Vi Cá Tiền Truyện này. Bởi vì Quách Ngọc Tuyên đã bỏ ra rất nhiều thời gian cũng như tâm huyết để mà đầu tư tất cả là vì khán giả thôi. Mong rằng mọi người sẽ subscribe kênh YouTube của Quách Ngọc Tuyên và sẽ share nhiều, thiệt là nhiều về sản phẩm cũng như comment tất cả những ý nghĩ của các bạn về sản phẩm cho anh Tuyên nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quá hạnh phúc. Cảm ơn. Chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại bối cảnh để quay đám cưới của Bào Ngư Vi, của các con hả? Của Bào Ngư và anh Vi Cá trong Vi Cá Tiền Truyện của Quách Ngọc Tuyên. Hôm nay thập tứ cô nương lại trở lại. Đây là một vai diễn mà Hương hết sức là mong chờ và rất là hào hứng, và rất là mong Vi Cá Tiền Truyện sẽ thành công. Rất là mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Vi Cá Tiền Truyện, ủng hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia và đặc biệt là Quách Ngọc Tuyên. Mọi người ơi, còn chân chơi gì nữa, sập, share nha, Vi Cá Tiền Truyện có một tiên. Trắng rồi à, rất là giỏi rồi. Đi à.
cá cho mày nè. Đây có cá nè, có cá cho mày nè bé. Rồi lấy cái cá ngừ thôi. Ê, cá thì bạn có bán cho con làm gì? Xong rồi ba bỏ con cá vô cái bao đưa ra rồi. Rồi, cảm ơn dì ba nha. Cảm ơn dì ba nha. Buôn bán mà vô tính dì ba chắc bán đắt lắm ha. Buôn bán thì dì ba vô tính dì ba chắc bán đắt lắm ha. Hết sớm vậy? Ăn được rồi anh Tu. Anh Tu, hết luật luôn rồi hả? Trời ơi, ăn rất giỏi quá. Dạ, cái gì khỏe hết ha. Dạ, hết cơ rồi. Dạ, chào dì. Dính bài bla bla, làm lại khúc cuối đi. Rồi, làm lại khúc cuối đi. Bí cáo đầu nhập vô rồi đó. Anh chị ơi, mày về mày nói là mấy cô chú tiểu thương trong chợ đó, nếu như tháng tới anh lên anh nắm ở đó, anh sẽ giảm cho bỏ xa một phần nữa. Phải không? Thích, thích. Hai đứa, ba đứa chơi chung nhau từ nhỏ đến lớn rồi. Chơi trái banh không có mắt nhưng mà tao với mày là có đó. Rồi, lúc giờ bấm ra cái ngồi lâm. Rồi, đá thằng em nè. Đây, anh em ơi. Đừng có giấu nha, Lâm đừng có giấu nha. Lâm trước bằng này, giấc mặt cái đó. Ờ, đó. Lúc mà quăng á, quăng vô ngực á anh Tị. Ok. Quăng vô ngực á. Không, Vinh đừng có đừng thiên ngang quá vậy Vinh. Em đừng thấy dũi người mà. Rồi, cái gì? Ờ, nhanh, 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 chiếc cấu, ừ. Nhìn tao. Nhìn tao. Em nói khôn mật đi, khôn mật nhìn tao. Ra hai tay để hai tay lại. Anh dám chơi không? Đây, em với nhau là. Ủa, máy hậu cận không? Hậu cận. Cái này có điều là. Thưa quý vị, Chí Tài đang ngồi tại một cái căn nhà để quay một cái
phim ngắn có cái tựa là Vi Cá Tiền Truyện. Thứ Tài này tham gia với một cái vai là ông bố già. Có lẽ là anh Quách Ngọc Tuyên anh mời cũng đúng, bởi vì cái bố thì nghe là hay, nhưng mà quan trọng là cái chữ già là nó nằm ngay chỗ đó, là phải đóng cái bố già. Thì quý vị muốn biết ông bố già này ổng làm cái gì, và ổng sẽ đối đầu với những ai trong bộ phim này, thì quý vị nên đón xem. Vào tháng 10 sẽ phát sóng bộ phim Vi Cá Tiền Truyện.
bây giờ là mấy giờ chưa? Hiện tại bây giờ là 3:26. Ngày quay thứ tư của đoàn. Ban ngày thì sợ sập nắng, còn ban đêm sợ trời sáng. Ở nhà ngủ chịu ngủ. Rồi nè, phát cho xe. Chị cảnh gì rồi? Thôi được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Thôi cầm đi, được rồi, cảm ơn nhiều nha. Chị Miền Đông Thế, chị Miền Đông Thế. Thì mừng muốn khóc lắm. Quách Ngọc Lan. Đây đây, cảm ơn nhiều nha. Anh Đức và anh Thế Vũ rất là giỏi. Thôi cầm đi. Thôi dám cầm. Ngày hôm nay thật sự là cảm ơn anh em Pháp TV. Chắc lẽ là theo tôi biết là lịch quay ngày mai là 6 giờ sáng là bên đoàn Pháp TV là anh quay bên đó. Mà lúc nãy anh em bên Pháp sao em xuống đây chứng kiến cảnh này. Cho nên là thấy sức khỏe chắc không đủ khả năng để cho những cảnh quay ngày mai. Cho nên là quyết định là ốp đoàn luôn. Ốp đoàn. Vì đoàn quý cá thương thiện mà bên Pháp ốp đoàn luôn. Còn tối nay đi tìm thằng ở vô lớp cho